Chào đón quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp ngày thứ bảy cùng với đài truyền IBC TV qua các băng tần tại miền Nam tiểu bang California băng tần 57.19, ở tiểu bang miền Bắc California băng tần 16.12, phủ sóng tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada của hệ thống Galaxy 19. Quý vị cũng có thể đón xem mọi lúc mọi nơi qua trang mạng điện toán toàn cầu ibctv.us và được cập nhật 24/24 qua YouTube và Facebook của IBC TV Official. Cùng với bản tin tức, chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần ngày hôm nay sẽ do sứ ngôn viên Linh Trịnh và Minh Đăng phụ trách. Mở đầu chúng tôi xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin trong phần tin thế giới và Hoa Kỳ. Công tố viên của Nga cho biết Nga tra tấn, hãm hiếp và bắt cóc trấn đốt thường dân Ukraine. Lãnh đạo NATO tái khẳng định Ukraine sẽ gia nhập liên minh. Phó Thủ tướng của Anh từ chức. Canada, Volkswagen đầu tư hơn 20 tỷ đô la Canada vào nhà máy sản xuất pin. Vụ nổ hỏa tiễn SpaceX không suy chuyển sự tự tin của ông Elon Musk. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới qua phần trình bày của sứ ngôn viên Minh Đăng. Và mở đầu là tin tức cho biết, theo các công tố viên đã cho hay rằng Nga đã tra tấn, hãm hiếp, bắt cóc, trấn nước thường dân Ukraine. Kính thưa quý vị, cuộc xâm lược của Nga đang cố tình sử dụng việc hãm hiếp, tra tấn và bắt cóc để gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thường dân Ukraine. Công tố viên hàng đầu ở Ukraine đã nói với các nhà lập pháp Hoa Kỳ trong lời điều trần vào hôm ngày 19 tháng 4 như trên. Tổng công tố Andrew Kostin cho biết gần 80.000 trường hợp tội ác chiến tranh đã được ghi nhận ở Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2 của năm 2022. Chỉ tập trung vào một khu vực của đất nước đã hứng chịu gánh nặng của chiến tranh, ông Kostin mô tả một số phát hiện khi quân đội Ukraine giải phóng Kherson vào tháng 11 của năm ngoái. Ông nói khoảng 20 phòng tra tấn đã được tìm thấy và hơn 1.000 người sống sót đã báo cáo một loạt các hành vi bạo hành, bao gồm có việc cho điện giật, trấn nước, buộc cởi quần áo trần truồng và đe dọa cắt xẻo và giết chết. Ông Kostin cũng cho biết hơn 60 trường hợp hiếp dâm đã được ghi nhận chỉ riêng ở tại khu vực Kherson. Tại các khu vực vẫn còn bị lực lượng Nga kiểm soát, cư dân bao gồm cả trẻ em đang bị buộc phải di chuyển tới các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng khác hoặc là sang nước Nga. Ông đã nói như sau, không thể diễn ra tội ác như vậy. Đáp về câu hỏi động cơ đằng sau các chiến thuật của Nga, ông nói ông không thể nào hiểu được sự tàn bạo của quân đội Nga trong việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Lãnh đạo NATO tái khẳng định Ukraine sẽ gia nhập liên minh. Tất cả các đồng minh NATO đã đồng ý rằng Ukraine cuối cùng cũng sẽ trở thành thành viên của liên minh, nhưng trọng tâm chính hiện nay là đảm bảo nước này thắng quân Nga. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg đã cho biết vào hôm thứ Sáu ngày 21 tháng 4. Phát biểu trước cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, ông nói thêm với các phóng viên rằng, một khi chiến tranh ở Ukraine kết thúc, Kyiv phải có được sự răn đe để ngăn chặn các cuộc tấn công mới. Quay sang bản tin từ Nga, Tòa án Moscow yêu cầu bắt giữ giám đốc tình báo Ukraine Bulhanov. Trong diễn biến ngày thứ Sáu ngày 21 tháng 4, một tòa án ở tại Moscow ban hành lệnh bắt giữ người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội của Ukraine là Kirill Baranov với cáo buộc giám đốc tình báo này đã tổ chức các cuộc tấn công khủng bố bên trong của Nga. Tin tức từ hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin. RIA dẫn lời tòa án cho biết ông Baranov đã bị cáo buộc các tội danh liên quan đến khủng bố và buôn lậu vũ khí. Lệnh bắt giữ được ban hành khi bị cáo vắng mặt, cho thấy rõ ràng ông Bonavov chưa thể bị bắt giữ ngay lập tức. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine vào hồi năm ngoái, một số các vụ nổ đã trúng vào các cơ sở hạ tầng, kho chứa vũ khí và cơ sở quân sự của Nga. Về phía của Nga đổ lỗi cho Ukraine về những vụ tấn công này, trong khi Kyiv đã không xác nhận hay phủ nhận có liên quan. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB trước đó đã chỉ đích danh ông Bonarov là kẻ đã tổ chức vụ nổ vào hồi tháng 10, làm hư hại cây cầu nối với Nga, với bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập vào năm 2014.
Nga cũng đổ lỗi cho các gián điệp Ukraine về những vụ đánh bom giết chết con gái của một nhà văn theo chủ nghĩa dân tộc ở gần Moscow và một blogger ủng hộ chiến tranh ở tại St. Petersburg. Phó Thủ tướng Anh từ chức sau cuộc điều tra bắt nạt. Phó Thủ tướng Anh, ông Dominic Raab, đã từ chức khỏi chính phủ vào hôm thứ Sáu sau cuộc điều tra độc lập về những khiếu nại cho rằng ông bắt nạt đồng nghiệp. Vụ bê bối mới nhất nhằm phế truất một trong những bộ trưởng hàng đầu của Thủ tướng Rishi Sunak. Sự ra đi của bộ trưởng cấp cao thứ ba vì hành vi cá nhân của họ trong 6 tháng qua sẽ làm tổn hại đến những nỗ lực của ông Sunak trong việc vực dậy vận may của đảng bảo thủ cầm quyền và là một sự bối rối lớn khi ông bước vào phố Downing vào tháng 10 hứa hẹn về một chính phủ liêm chính. Sự từ chức của ông Raab diễn ra chỉ 2 tuần trước cuộc bầu cử hội đồng địa phương ở Anh, nơi đảng bảo thủ của ông Sunak được dự đoán về sự thất bại nặng nề. Cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về hành vi của ông Raab đã nghe được bằng chứng từ nhiều giới chức chính phủ về những lời phàn nàn về hành vi bắt nạt tại 3 bộ phận khác nhau. Ông Raab, người đã yêu cầu điều tra vào tháng 11 sau khi các giới chức chính phủ khiếu nại chính thức về hành vi của mình, cho biết ông cảm thấy có nghĩa vụ phải chấp nhận kết quả của cuộc điều tra, nhưng cũng kiên quyết bảo vệ hành vi của mình. Ông nói rằng bản báo cáo chưa được công bố rộng rãi đã kết luận rằng ông chưa một lần chửi thề, la hét hay đe dọa thể xác bất kỳ ai trong 4 năm rưỡi và đã bác bỏ tất cả trừ 2 trong số các cáo buộc chống lại ông ấy. Ông Raab cho biết việc đặt ngưỡng bắt nạt quá thấp tạo tiền lệ nguy hiểm cho hành vi của một chính phủ tốt. Tiếp nối là tin tức từ Canada, hãng Volkswagen đầu tư hơn 20 tỷ đô la vào Canada với các nhà máy sản xuất pin. Theo đó, Canada và hãng Volkswagen trong ngày 21 tháng 4 phát thảo khoản tài trợ hơn 20 tỷ đô la Canada, tương đương với 14,8 tỷ đô la cho một nhà máy sản xuất pin ở tại St. Thomas, Ontario, là một khoản đầu tư lớn nhất của đất nước vào chuỗi cung ứng xe điện. Một tuyên bố cho biết nhà sản xuất xe hơi lớn nhất ở tại Âu Châu đang đầu tư lên tới 7 tỷ đô la Canada để xây dựng nhà máy với mục tiêu đạt công suất 90 GWh. Một tuyên bố khác cho biết chính phủ liên bang sẽ cung cấp khoản tín dụng thuế sản xuất lên tới 13,2 tỷ đô la Canada cho đến năm 2032. Phù hợp với khoản trợ cấp sản xuất 35 đô la cho mỗi kWh do đạo luật giảm lạm phát Hoa Kỳ IRA đưa ra. Chính quyền của tỉnh Ontario cũng đã cam kết cung cấp 500 triệu đô la Canada đầu tư trực tiếp cho các nhà sản xuất xe hơi của Đức, cũng như hàng trăm triệu đô la nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng địa phương. Nhà máy pin dự trù sẽ là nhà máy lớn nhất trên thế giới của Volkswagen và sẽ tạo ra tới 3.000 việc làm trực tiếp. Thủ tướng Canada ông Justin Trudeau đã nói với các phóng viên ở tại St. Thomas như sau. Nó sẽ mang lại giá trị hơn 200 tỷ đô la Canada cho nền kinh tế của quốc gia này trong những thập kỷ tới. Tiếp theo chương trình xin được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó, Sương Ngôn Viên Minh Đăng và Linh Trịnh sẽ quay trở lại với nhiều bản tin đặc sắc trong phần tin Hoa Kỳ.